xa ở đây. Thì gửi đây có nhưng mà đi xa lắm. Đi vào xa. Gửi hay làm sao? Không không. Nếu mà thì mình lên đây. Đi vào tận cổng phụ nó có cho vào không? Chứ mình nghĩ cổng phụ nó không cho vào. Cũng lại có một cái. Cũng lại có một cái chạm gác thì anh nhớ là có chạm gác. Nhưng mà nó có chạm gác. Bọn kia nó đang đi cổng phụ. Đang tìm cách để đi cổng phụ. Bên đây hay bên kia nhỉ? Bên nhà cũng đây, đi khỏi phía sau cổng. Trên này tôi. Trên thì trông đó nhà bên kia chắc bạn cũng coi không? Nó đi cho nên khi nó cấm nó không cho đi thì dừng. Để coi xem chắc bạn phải đi coi một cái giác và đệnh được không? Còn mẹ người ta đang có đứng ở kia cổng này đó, cho vào mới đau chứ. Mình tí nó mở không? Mẹ này thôi tôi nó đừng ở đây còn tí nữa mở cổng ấy. Không, mình vẫn đang đi được. Đi vào đâu đây? Đi vào tiếp. Đi không đi vào đâu. Đi đây xong là giờ đi được khó đấy. Và đi ngửa được đầu kia thì đi quay đầu cũng hơi khó. Và nó sẽ ra kia nữa anh kìa. Đúng không? Ra hẳn kia kia. Ừ. Sợ nó đông á. Sợ nó đông rồi. Ừ, thôi quay đầu đây. Quay đầu để nó sát. Cái bàn này quen quen đây đúng không? Đúng rồi đấy. Bạn não mà để đây được không? Nhưng mà đi nước kia. Thế đi kia được, sao nó không mở cổng này vậy? Không. Đều thế. Để đây bà nhá. Đây đây lùi sát này này. Lùi sát đây rồi. Xe máy gì? Xe máy anh, các loại